vụ con gái sát hại mẹ kế, nghi phạm có vấn đề về tâm thần. Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nghi án con gái sát hại mẹ kế ở phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một. Công an tỉnh Bình Dương đang khám nghiệm điều tra làm rõ nghi án con gái sát hại mẹ kế. Đến 11 giờ 30 phút ngày 14 tháng 4, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã đưa thi thể người phụ nữ nghi bị con gái riêng của chồng sát hại về nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Người phụ nữ bị sát hại được xác định tên N.T.V, sinh năm 1964, hộ khẩu thường trú tỉnh Đắk Lắk. Nạn nhân bị thắt cổ, sau đó bị chém nhiều nhát vào vùng trán. Nghi phạm trong vụ án là con riêng của chồng bà N.T.V đã bị công an bắt giữ. Nhân chứng cho biết, nghi phạm có vấn đề về tâm thần, không tỉnh táo. Nghi phạm mới đến thành phố Thủ Dầu Một ở với nạn nhân và không phát hiện mâu thuẫn gì giữa nạn nhân và con gái của chồng. Trước đó, báo Lao Động đã đưa tin, vào sáng ngày 14 tháng 4, lực lượng chức năng đã phong tỏa nghiêm ngặt khu vực nhà trọ nằm trên đường D9, khu phố 1, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ án mạng nghi con gái giết mẹ kế. Khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng phường Phú Tân nhận được thông tin về một vụ án mạng xảy ra trên địa bàn khu phố 1. Công an phường đã phong tỏa hiện trường và báo lên công an thành phố Thủ Dầu Một. Đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh cũng có mặt để thực hiện công tác khám nghiệm,